Đây, đây là cái chuồng mới của nó nha. Đi từ lầu 3 lên em mệt lắm. Để nó trên sân thượng. Bây giờ khi mà mới chuyển lên chuồng mới nha, nó khá là quậy luôn. Với nó, mình xuống là nó sợ lắm. Mình bế ra ngoài nè. Đây. Giờ là dịch nó đi theo mình luôn rồi đó. Đi tới đâu rồi đi tới đó. Mới chờ tắm xong nên nó rửa lông. Đi tới đâu rồi đi tới đó nè. Nhìn đã không? Giờ mình thử chạy thôi nó nha. Nó chạy ngay tiếp bạch. Cái sàn này nó hơi ướt á, tại mình mới xịt để rửa chuồng nè. Cái này là cái thau nước cho tắm, cái này là thau nước cho nó uống, thì đôi khi nó cũng uống nước trong đó. Còn này cái đồ ăn, tại mình mới rửa chuồng á, một vài giọt nước nó rớt vô nên nó thức ăn nó bị nhão nha. Giờ mình chỉ đi theo đâu rồi đi tới đó. Nên mỗi khi mà mình đi ra khỏi cái cửa là con vịt nó sợ lắm. Bây giờ mình thử nhốt nó vô chuồng xong rồi mình đóng cửa cho các bạn xem nè. Vô chuồng. Mở vô chuồng như nè, đó. Sau đó mình sẽ đi vô, mình đóng cái cửa lại. Đó, mấy bạn nghe tiếng kêu không? Nó không thể nào mà thiếu mình được. Ở đây thì mình có để một cái áo mưa nha, mình kẹp cái kẹp lại để cho nó có chỗ, nếu như mà nắng quá thì nó chạy vô nấp. Áo mưa này áo mưa cũ rồi nha. Mình cho nó kế ống cống để mình rửa chuồng kia cho dễ. Cái view là cho sân thượng nè. Đó, đây là khu sớm của mình. Ở trên đây rất là cao. Coi nè, mình đưa cái gì gần gần là nó sợ rồi. Và mình kết thúc video tại đây nha. Video hôm nay là mình quay về cái chuồng mới. Nó rất là sợ luôn, mình không biết vài ngày nữa nó có sợ không, nó có còn sợ không. Nên giờ mình sẽ cứ để từ từ. Hôm nay ngày thứ nhất nha. Mình đã nuôi nó được, hôm nay là ngày thứ 16 rồi. Mình đi tới đâu ở đi tới đó nè. Đó. Và mình kết thúc video tại đây nha. Bye bye. Mình sẽ vô mình cho anh nó lần cuối. Tạm biệt các bạn.